ở bên Ý người ta cho cái thuê xe đạp đấy bà con, hai Porsche 10 đồng, coi như hai người lái rồi mình không hiểu nó tới hai tay lái bà con, hai tay lái rồi hai cái đạp, bốn cái đạp, không biết người ta chạy như thế nào không biết nữa. Coi như cái chắc gì một người lái chính rồi còn người viên lái phụ thôi. Thì người nào yêu thể thao mà muốn đi chạy xe đạp á, mà bốn người là có thể chạy trên một cái đó. Bây giờ bắt đầu mình trở lại xe bus thì đó, xe bus đây sẽ đón người trở lại nè. Thì hồi sáng này mình đứng ngưng ở đây để bà con đi quan sát cái cổ thành Roma. Coi như cái nét đặc trưng của thời kỳ Roma với La Mã rồi Hy Lạp á, cả ba cái nó hơi giống nhau. Ba cái nó hơi giống nhau thì coi người ta thích xây cái kiến trúc nó hơi vòng vòng như vậy đó. Đó, người ta thích xây cái kiểu một kiến trúc vòng vòng này nè. Thế nên khi là mình tới tới chỗ nào mà nó xây như vậy á thì nó thấy có cái nét của thời Roma La Mã nó giống nhau. Ồ, đi dòng xuống. Mình đang ở dưới. Đi mình đi theo một cái đám đông thì phải chịu thôi. Người ta đi hướng nào thì mình đi theo hướng đó. Nếu mà không đi theo thì có thể bị lạc thì rất là dễ dàng. Tại nơi đây cái số người mà cái số người du lịch ở đây đông lắm. Đường mình tới mình quay gần đây chút xíu cho bà con thấy ha. Đồ sáng rồi mình có vô trong này rồi, có vô quay trong này cho bà con thấy rồi ha. Thì bây giờ mình cần cần thiết để quay nữa nhưng mà mình đi lướt qua cho bà con thấy thôi. Thì coi như hồi sáng người ta nói mấy cái lỗ như thế này đó, nó có nó bị hồi trước đó nó có một số những cái đồ quý giá rồi này kia rồi mấy cái thời đó mấy người mà khi mà mở ra đó người ta cũng đi ăn trộm ăn cắp rồi người ta lấy đó. Rồi một số con bị hủy hoại bởi thời gian, nhưng mà mình thấy kiến trúc của người xưa cũng như là quá trời hay đi chứ. Đang nguyên cái độ vòng tròn này nè, là cách nào người ta đo được để người ta xây tròn như thế này ha. Rồi cái đường thẳng nữa mà người ta dùng bằng đá không à, chứ không phải nếu mà làm xi măng không á thì mình đóng khuôn mình đổ vô nó dễ dàng hơn, nhưng mà cái này không phải đóng khuôn. Nó bởi vậy cái thời xa xưa người ta cũng giỏi quá chừng đi á. Ok, tạm thời mình đứng máy với bà con.